Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi những tin tức được cập nhật trong cộng đồng mạng Pi ngày hôm nay. Thưa quý vị, đầu tiên là hình ảnh từ đất nước Ấn Độ. Rất nhiều và nhiều Pi merchant ở Ấn Độ đang chấp nhận thanh toán Pi payment. Gần đây là một tiệm bánh, cửa hàng quần áo, cửa hàng phụ kiện, xe hơi và bây giờ là một cửa hàng giày dép cô đốt. Pi cộng đồng Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ và Pi đang lấn sâu vào cuộc sống xã hội của loài người trên khắp thế giới. Còn đây là cộng đồng Pioneer Trung Quốc đang trao đổi đồng thuận giá trị Pi GCV 314.159 đô. Chúng ta hy vọng đây là sự trao quyền thực sự cho Pi. Và tôi cũng hy vọng rằng các thương nhân quyền lực sẽ ra tay xây dựng hệ sinh thái Pi mạnh mẽ và rộng lớn hơn. Và nó sẽ nhân bản trên khắp thế giới, tạo ra nền kinh tế phi tập trung cho xã hội loài người, thoát khỏi ách thống trị và thao túng của đồng đô la hàng trăm năm qua. Một thông tin về pipay.shop thông báo PayPay.shop hợp tác với các đại lý Ả Rập từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Giá trị 1 Pi bằng 314 đô la cho sản phẩm. Trưng bày kết thúc vào ngày 1 tháng 4 năm 2024. Giá có thể thay đổi cho đến khi phát hành chính thức. Công tác chuẩn bị hậu cần đã hoàn tất. Một thông tin về công việc của Pico Team được cộng đồng chia sẻ trên các hội nhóm mạng Pi. Các đáp đang gấp rút cập nhật và hoàn thiện để chuẩn bị gỡ bỏ tường lửa. Đây là một bước tiến của mạng Pi mở ra con đường mới cho cuộc cách mạng tiền tệ tài chính hoàn toàn mới vào năm 2024. Những người tiên phong là trung tâm của sự kiện này. Tường lửa sớm được gỡ bỏ và mạng Pi sẽ được mở hoàn toàn để kết nối thế giới Web3, bước vào kỷ nguyên mới kỹ thuật số. Cơ hội cho những người tiên phong kiếm Pi ngay bây giờ vẫn chưa hề muộn. Vì bạn vẫn khai thác được một Pi sau vài ngày, đừng để khó khăn như kiếm Bitcoin ngày nay. VKHD phát triển con người toàn diện. Mạng thử nghiệm tích hợp sau khi nền tảng cốt lõi và giao thức đã được tích hợp lõi stella thì cũng đến lúc nâng cấp cho hệ sinh thái hãy lưu ý trên đây là mạng thử nghiệm cho mạng chính sự kiện tích hợp vẫn đang diễn ra hiện tại hệ sinh thái trên mạng thử nghiệm pi đã mở rộng trên toàn cầu nhờ vào nguồn dữ liệu stella và các mỏ neo mạng thử nghiệm là nơi định hình giá trị cho pi Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk đã tweet một thông điệp như sau: Liệu có phải là những ẩn ý về mạng Pi và cuộc cách mạng mới mẻ đang xảy ra hay không? Nhiều người cho rằng Musk đang nói về mạng Pi bởi vì Pi rất mới và nó từng bị chế nhạo và phản đối bởi một số bộ phận chưa hiểu về Pi và nhiều lý do khác trên khắp thế giới. Và đây là ý của Elon Musk. Mọi sự thật đều trải qua 3 giai đoạn. Thứ nhất, nó bị chế nhạo. Thứ hai, nó bị phản đối kịch liệt. Thứ ba, nó được chấp nhận như một điều hiển nhiên. Đó là câu nói của Schopenhauer. Mặc dù đôi khi một thông báo về công nghệ đồng thời được tuyên bố là không thể thực hiện được và rõ ràng là hiển nhiên. Ví dụ như New Relink. Một thông tin thú vị khác mà chúng ta cần suy ngẫm. Ngày số Pi năm 2014, Elon Musk nói Satoshi đã được phát hiện nhưng tuyết gốc đã bị xóa. Đây là thông tin hình ảnh được chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng Satoshi được lợi gì khi phải quay lại giáo dục cộng đồng Pi. Và câu trả lời đây chỉ có thể chính là Ligolad Kokalit. Nhiều nghi vấn Ligolad Kokalit chính là Satoshi. Và nhiều sự kiện trùng hợp đến kỳ lạ mà chúng ta đã được xem nhiều những video ở trước kỳ lạ về Ligolad Kokalit và Satoshi, Pi và Bitcoin. Và một điều quan trọng, Nicolas đã từng nói, hãy xem Pi là phiên bản cải tiến của Bitcoin. Thông điệp của Satoshi Nakamoto, người tiên phong khó nắm bắt đã khai quật được kho báu kỹ thuật số mà ngày nay chúng ta gọi là Bitcoin, một sự đổi mới quý hơn vàng ẩn giấu trong những mật mã của tương lai. Bitcoin đồng tiền thế giới chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ được ghi nhớ như một ngày lịch sử khi đồng tiền chính thức của thế giới Bitcoin cuối cùng đã được giới thiệu với thế giới. Đây là sự ra mắt mà hàng triệu người trên thế giới đã chờ đợi. Tại sao Bitcoin lại được mong đợi cao đến vậy? Có một số lý do khiến loại tiền kỹ thuật số này trở nên đặc biệt Bitcoin dựa trên công nghệ blockchain mạnh mẽ đã được chứng minh là nền tảng đáng tin cậy cho các loại tiền kỹ thuật số. Nhưng điều làm cho nó khác biệt là cách tiếp cận khai thác. Thưa quý vị, Satoshi Nakamoto đã từng nói trước đây về tương lai của Bitcoin. Nó có thể được sử dụng cho nhiều việc khác nhau. Một trong những công việc phổ biến nhất mà sổ cái được sử dụng là kế toán. Nhân loại bắt đầu chuyển từ sổ cái đơn sang sổ cái kép vào thế kỷ 14 vì hệ thống sổ cái đơn dễ bị hỏng hơn rất nhiều. Sự không trung thực, gian lận và tội phạm tràn lan khi sử dụng hệ thống tài khoản một sổ cái. Mặc dù hệ thống sổ cái kép không giải quyết được hoàn toàn vấn đề nhưng nó đã tạo ra những bước tiến lớn hướng tới giao dịch trung thực hơn khi nhân loại chuyển sang sử dụng hệ thống kế toán, sổ cái kép, giao dịch và sự giàu có của tất cả mọi người đều tăng lên. Tuy nhiên, Bitcoin không thể thực hiện được sứ mệnh của nó đang bị một số ít người nắm giữ và thao túng. Vì vậy, Pinwork đã xuất hiện để thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn đó. Có ý kiến cho rằng Nicolas Kokalit đã mượn danh Satoshi Nakamoto để đưa ra những thông điệp cho cộng đồng đây ẩn ý như sau. Kế toán và chữ ký số Chữ ký số trên nền trong suốt sổ cái bất biến được công khai có thể truy cập và truy nguyên kết hợp với danh tính được tường lửa có thể dẫn đến phát triển một số công cụ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong nước và quốc tế. Nếu một doanh nghiệp cởi mở và minh bạch hơn thì không chỉ giữ được nhiều khách hàng trung thành hơn mà còn thu hút được những khách hàng không hài lòng với những doanh nghiệp không sử dụng hệ thống minh bạch và trung thực hơn. Các doanh nghiệp được đề cập cũng ít bị ảnh hưởng bởi gian lận hoặc tai nạn xảy ra từ khách hàng hoặc giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp của họ. Loại bỏ tổn thất do gian lận và tai nạn sẽ giải phóng rất nhiều vốn toàn cầu. Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu rằng những thông tin trên hoàn toàn trùng khớp và chỉ có ở Pi Network, nó không hề có trong Bitcoin. Vậy Satoshi Nakamoto tại sao lại nói những điều kỳ lạ về Bitcoin mà Bitcoin chưa thể có, mà nó chỉ có trên mạng Pi? Chữ ký số trên mục 7 sau khi bạn hoàn thành cây C. Tường lửa của Pi chưa được gỡ bỏ. Hệ sinh thái rộng lớn và hợp đồng thông minh sẽ kết nối doanh nghiệp toàn cầu. Số cái bất biến, mạng blockchain rộng lớn khắp trên 230 quốc gia trên toàn cầu. Một thông tin khác cho thấy hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và ISO 20022 Related coin sẽ được kích hoạt vào ngày 19 tháng 11 năm 2023. Liệu Pinework có cập nhật gì mới đối với tiêu chí này hay không? Chúng ta cùng chờ đợi.